Đến giờ đi tập rồi anh em. Hello, hôm nay lại là vlog nha các bạn. Hôm nay sẽ là vlog mình tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Võ Lâm 2022 các bạn. Đại hội thể dục thể thao, một môn Muay Thái nha các bạn. Video ngày hôm nay sẽ là video mình sẽ tập luyện một cái chiêu tập luyện tấn công SSC. Hôm nay là thứ mấy? Ủa ai đó là một ta? Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ tư các bạn. Hôm nay có đấu tập boxing. Hôm nay là đau đầu, đây đau lắm. Giờ mình sẽ đi về công ty nha các bạn. Rồi đi thôi. Nhìn xin đó không? Bây giờ là 3 giờ trưa nha các bạn. Giờ mình qua giờ nó hơi nắng. Nhưng nó gọi là quá nắng chứ không phải là hơi nắng chút nữa. Trước khi đi vô công ty là phải mua chai nước uống. Sài Gòn mình tập được giờ trưa này thì nó nóng banh xác nha các bạn. Bao da mồ hôi luôn. Giờ mình với lại một phần nữa từ mình qua công ty nó cũng gần nữa. Để chút xíu. Không, chai nước lọc á, chai lớn á, chai bự á. Đúng rồi. Đúng rồi. Tính vét cho tụi cái thùng về luôn. Chết luôn. Bây giờ mình sẽ qua công ty nào. Nó sẽ qua công ty. Còn cỡ tầm 4 tuần nữa nào rồi. Bây giờ bắt đầu vô cửa tập chính rồi. Bắt đầu sẽ đua vũ trang rồi. Mệt nên xin nghỉ gì. Ủa tập trong nhà mà anh? Đâu, nhà đóng nổi. Mới thuê được caramel. Đi đâu. Đến rồi đó các bạn. Thấy các bạn thấy không? Đại hội Võ Lâm đấy. Đại hội Võ Lâm đấy. Không. Bên mình nằm bên đây. Anh em đứng dậy nào anh em. Đây là thầy tôi. Cốt lĩnh. Thôi nóng tính. Ê, nó bậy đúng không? Rồi, đã bậy đúng không? Hả? Hả? Đây là ca tôi nha các bạn. Ừ, người đang quen người những hai đồ mà. Đây. Một chân đá ba cái. Nguyễn Vũ Trường Giang. Rồi. Rồi mình sẽ về vị trí nha các bạn. Quên. Trước vô khi vô mình sẽ đôi tập. Đây là găng nha. Đôi tập băng tay rồi băng da các kiểu để bảo vệ những cái thứ mà dễ bị chấn thương tay chân. Rồi, sau khi khởi động xong thì chuyên mục nhảy dây các bạn. Nhảy tầm nửa tiếng đồng hồ. Nha. Nhảy dây nửa tiếng đồng hồ đúng không? Không, nhảy dây 40 phút rồi. Hả, 40 phút hả? Nhảy xong gì rồi đó. Nhảy xong gì hả? Đúng rồi. Đây là những người thành công nha các bạn. Không, chưa thấy thành công. Nhảy dây đi, không cho nói chuyện. Rồi tập mình phải gói đủ nè. Đây là bằng kèo, bằng cổ tay nha các bạn, tại vì cổ tay của mình á nắm nhiều nó bị rêm á, lâu ngày làm như vậy đó. Làm như vậy nó để bảo giờ cổ tay nó cốt tốt hơn nha các bạn. Có 3 vòng đây. Tay này mình bị, chỗ này mình rêm thì mình sẽ tăng nhiều. Thấy buổi trưa nhảy chút ra mồ quá trời luôn. Khác với ở Lâm Đồng nhảy 20 phút chưa rêm hôn. Ủa, muốn giờ hả? Muốn giờ tay chân hả? Nào mà đấu xin hả?
Oh my god, thầy cho mượn bắt dép chân nghe thầy. Oh, vô rồi. Oh, gọn gàng không các bạn? Vậy thì mình sẽ bảo vệ cổ tay mình tốt hơn. Ví dụ như dành cho những dạng như mình, những bạn mà mình gọi là mình chuyên về dạng gọi là mình đánh tay á, thì mình nên làm được ha. Nó sẽ bảo vệ cổ tay mình hơn, sẽ quấn cổ tay nhiều nha. Đây là mình chuyển qua đốc tay chân luôn. Đây tự nhiên chuyển bài. Xin các bạn nha. Đây là idol Tương Cao Minh Pháp, bán đồ dụng cụ thể thao. Nhưng mà đến dưới đội tuyển đội anh em thì đa số bằng đồ thôi. Còn cái giáp chân của công ty bỏ ra rồi cho em mượn này, nó trả lại. Quay lại cái cá nhân đừng có đấy, đem mình sau đi. Đâu. Bữa sau có phải là hôm qua đấm đá để đem giáp không? Ủa sao nghe quay chơi boxing. Sao bữa nay boxing để mới giáp. Ờ, mượn đúng không? Thì đúng rồi, mượn. Mượn đúng không? Đúng rồi, qua để mượn. Ở đây là mạng bán đồ dụng cụ thể thao kì vậy, em mượn. Ừ, bữa nay em tưởng boxing. Tưởng hả? Hôm qua em đem giáp chân đó. Em hỏi, ủa, cái giấy. Có đem giáp chân không? Trời, hôm qua em sắp ra vô lè đó. Ok. Có giáp chân nha, có giáp chân cho không? Chưa không có rồi, bại. Có giáp chân. Có thiệt không? Có. Thiệt không không? Mạng giáp chân đi. Hả? Wow, quá phê. Nói chung là tập luyện mình không có dạng nghe, mình không có theo khuôn khổ lắm nè, không có như kiểu dạng nghiêm túc lắm nè. Hơi lắc lắc lắm nè, chút mày thôi cái gì. Quá. Đang ngủ không? Ngầu câu sau hiệp quýt bát. Để đến phiên sau hiệp quýt bèo. À quýt ba, quýt giật. Để đến quýt bát nha các bạn, mệt quá. Ê mệt. Ba hiệp. Ô, còn mấy hiệp bắt nè. Ô, ba mà. Ô, mà quá rồi. Ôi, buổi trưa nó làm cho mình khóc quá. Mà gặp giờ này nó nhanh lên binh nha các bạn. Ô, dũng ba rồi. Ô, nó ba hiệp nữa. Đồ thịt thâu mỡ luôn ấy, cái người ta quay luôn sao ta. Cái này nó tập lắm, cỡ nha anh em. Vô dưới nó quay phim mà chính, nó đi lượng quay phim phải không? Giờ quýnh nó về 5 hiệp nữa nha bạn. Chào á. Chào bạn ơi. Giờ quýnh 5 hiệp nữa. Giờ quýnh hết vàng bao này là được rồi các bạn. Giờ mình quýnh tiếp bạn.
Xong 5 hiệp rồi các bạn ơi. Thôi mệt, thở không nổi, thở không nổi. Chịu nóng quá. Thôi, ngồi này nóng đi. Đây còn mấy bạn đánh bát. Xong lúc này ngồi chút rồi. Chập. Quá xì. Quá mệt. Thở không ra hơi luôn. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đâu rồi các bạn ơi? Tiếp theo chương mục với bao. Quá, mình mặc quá. Cầm lên đây thứ tư, mặc quá. Gọi cái mặt này một lâu. Hả? Ok. Đây là huấn luyện viên riêng của Trương Cao Minh Phát. Anh có phát biểu gì trước khi trận đấu của anh ấy? Rồi, chưa rút mẹ rồi. Rồi, đây là bạn tập của anh Phát. Có phát biểu gì anh Phát em? Đây ơi, em có phát biểu gì anh Phát? Rồi, không dám. Mình đổi sang nhân vật nữ nha. Đây là của bạn tập của anh Phát. Em có phát biểu gì anh Phát không? À đây 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 này nè, ý kiến nhiều nhất. Em có phát biểu ý kiến gì anh Phát không? Thôi. Ờ. Rồi. Rồi. Mệt quá, cảm thấy tụt gân. Tụt hết luôn rồi. Tiếp 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 tiếp. Cố tiếp, cố tiếp. Như người kia nhỉ. Vì vậy theo kia uống nước uống. À, tụt quả đây. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay tỉnh rồi anh em, mấy nãy giờ mệt quá thở không nổi, giờ lên tập tạ nha anh em. Vô nó rõ này ra, thấy cái anh mày nhỏ nhỏ đằng kia không đó, anh em thấy không đó, ông đó đó. Đứt luôn hả? À, chơi chơi đứt cái chết luôn á. Chơi tập tạ nha anh em. Đó, thấy anh em mồi thái đông đông không? Chính thức vào hội dưỡng sinh. Nè. Tập xong vô quốc miếng nước. Không, cái thằng mà nó nhảy vậy nè. Nó nhảy vậy đó, nghe hiểu không?
Dạ đây. Mày ghen tao tập nào mà đứng mày đồ chi ra đồ vậy. Nghe nhìn này, nghe nhìn này, nhìn này. Nhìn nhảy nhìn như này, ghê lắm. Mày lên quýnh 1-2 mày nhảy gãy nè. Đó. Lên quýnh 1-2 quýnh dài dài cho tao nè. Đây. Nhảy. Thôi cạn lại đi, tập tạo đấm tay ra nặng rồi, tập chi lắm đi trời. Quýnh ra, ra, ra. Quýnh phim mà làm gì á. Vô rồi. Chiều của anh em mình nha các bạn. Hơi phê. Cơ bắp không? Xin đấu luôn. Anh Nhân vào vị trí tập luyện sao cái chọc của tao không vậy? Mạnh mẽ lên. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, tập cơ bụng của anh em. Làm sơ sơ 200 cái thôi. Làm sơ sơ 200 cái rồi nghỉ. Xong rồi. Phẻ phẻ phẻ. Giờ thả lỏng tầm 10 phút nữa. Đây người bể quá. Ngồi nói chuyện qua, có đối diện nhìn hoài các bạn ạ. Trên tay mày xong hơn 1 tiếng 10 phút xong tao mới về nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Nhớ nhấn like và chia sẻ nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn. Bè bè quá, bè quá. Bè bye bye các bạn. Cho anh được thầy chơi được mà buổi sáng thầy khỏe buổi chiều thầy vui ok luôn ok không quay tay
Ok. Ok. Rồi. 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 Rồi